Ngày hôm nay tôi sẽ hóa thân thành một loài cá săn mồi khét tiếng ở khu vực sông Amazon này. À ừ đấy, để to lớn như đầu video thì bây giờ tôi cũng chỉ là một con cá bé tẹo teo như này thôi. Tất nhiên là chúng ta cần phải sinh tồn và lớn lên. Thế nên là đầu tiên chúng ta phải cần đồ ăn và thức uống. À nhầm, ý tôi là chỉ cần đồ ăn thôi. Bởi vì tôi ở sống ở dưới nước rồi thì cần gì phải uống nước nữa nhỉ? Đúng không? Đấy, vừa mới sinh ra thì tôi có một người anh em đi theo tôi. Và tôi cũng không biết là bố tôi là ai. Ơ kìa, sao đây có con cua to nhỉ? À đâu, con tôm chứ nhỉ? Ui, gì đấy? Cứ mỗi lần nghe cái âm thanh này tôi bắt đầu lo rồi các bạn ạ. Ui, gì đấy nhỉ? Ơ kìa, sao nhỉ, sao không thấy gì nhỉ? Ok. Ui, tôi vừa mới thoát chết các bạn ạ. Vừa thoát khỏi nòng súng của tử thần xong. Cuối cùng thì tôi cũng đã lớn lên được như này rồi các bạn. Nhưng mà cơ thể tôi vẫn còn khá là nhiều vết xước bởi vì phải đấu tranh và sinh tồn. Bây giờ chúng ta cần phải đi. Ơ kìa, sao con gì săn mồi mình hay sao? Cứ đi theo mình ấy nhỉ? Ơ kìa, Jake. Cay thiệt đấy chứ. Chưa kịp lớn lên mà tôi đã ở trong bụng của người khác rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, thua keo này chúng ta bày keo khác. Bây giờ tôi lại trở về với hình hài tí hon này rồi. Ok. Ok. Mẹ bực mình thế nhỉ. Vừa mới bước ra khỏi quả trứng luôn. Thôi được rồi, lần này mình sẽ bày keo khác tiếp các bạn ạ. Thất bại là mẹ thành công nên là không sao. Được rồi, bây giờ mình sẽ cực kỳ cẩn trọng hơn. Ơ, đây là người bố của mình. Thật may mắn là khi sinh ra mình đã gặp được bố của mình rồi. Đây đây đây, sau này mà mình lớn lên là mình cũng như này đấy các bạn. Màu sắc của mình cũng như kiểu như này luôn đấy. Bởi vì bản chất mình là cá săn mồi mà. Mà ơ kìa, sao không đi theo bố mà đi đâu ấy nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi ăn những cái sinh vật biển bé nhỏ đi. Để chúng ta lớn lên hơn. Chúng ta phải đạt được cấp 4 thì cơ thể của mình mới thay đổi được. Bơi mãi nãy giờ chả thấy miếng nào bỏ vào mồm cả. Chán thế nhỉ. Đây rồi, có cô em đây rồi. Thôi kìa, cô em. Thôi kìa, em bảo cô em hình như là nó to hơn cả mình các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải đi tìm những sinh vật như là ốc sên này, như là giun này, các loài sâu biển này. Bây giờ mình chỉ ăn được như thế thôi. Còn lúc nào lớn lên thì mình sẽ ăn những cái... Ôi, bố ơi, bố ơi, đâu ấy bố? Ui, bố mình bơi nhanh quá các bạn ạ. Ui, hình như là mình đang quấn vào khu vực cấm rồi các bạn ạ. Nước chảy rất là xiết, bơi cực kỳ khó vùng này. Ơ kìa, bơi từ từ thôi. Đây 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 đây, đây có con ốc sên này, hai con luôn ạ. Chúng ta cần phải ăn thật nhanh thôi, cần phải lớn lên thật nhanh. Và tất nhiên là phải tránh những loài cá khác rồi các bạn. Bởi vì nếu chúng ta không tránh thì như hai lần đầu đều ngỏm của tỏi hết. Và bây giờ chúng ta cần phải đi sát bờ tường để ăn những sinh vật bé trước. Ok không? Này, mỗi lần nghe đến âm thanh này là mình biết là mình đang có người săn mình nhá các bạn nhá. Nên là chúng ta cần phải đi thật nhanh, bơi thật nhanh thôi. May quá các bạn ạ, mình trốn thoát được rồi. Cay thực sự các bạn ạ. Còn bé đúng là chưa có sức lực. Ấy, lên cấp rồi này. Mình biến đổi rồi này. Uầy, có skill cắn nha. Các bạn nhìn răng của mình này, khá là to luôn. Bây giờ có thể là mình có thể săn được những loài cá bé hơn mình rồi đấy. Đấy, nó phải như này chứ. Nó phải như này thì mới làm bá chủ của khu vực này được chứ. Ê, có thể to nha. Ok ạ. Từ từ. Ok. Uầy, hình như là mình rơi xuống khu vực khác rồi các bạn ạ. Chắc có thể đây là khu vực dễ dàng cho mình săn mồi chăng? Đúng không? Ừ, được rồi nha. Bây giờ mình sẽ nấp ở tảng đá này và săn. Con nào đến mình táp luôn này. Sao không có con nào đến đây nhỉ? Đây. Ôi, con này bé quá. Chán cá cơ. Bây giờ mình lớn rồi, mình phải tấn công cá chứ. Ích. Cái thế nhỉ? Ok. Ô, thế là có miếng thịt bò này. Ui dồi, buffet đây chứ đâu. Cần gì phải săn
muối, có miếng thịt bò ủy, có cả sườn bò luôn kìa. Mẹ ngư dân nào đi biển mà rơi những thịt bò như này nhỉ? Cảm ơn nhá. Hôm nay có cả buffet ăn như này tuyệt vời rồi, còn gì đâu nữa đúng không? Uầy, ăn xong đống này chắc là mình cũng lớn lên khá khá đấy các bạn ạ. Này, có ăn thịt được thịt này, sướng đấy nhỉ? Chó ngáp phải ruồi, ai đâu? Nếu mà tính ra thì là cá ngáp phải thịt. Ok, cứ ăn hết đống này đi. Uầy, mình hình như mình lên được 2 cốc luôn các bạn ạ, mà còn rất nhiều đồ ăn nhá, sướng thế nhỉ? Mà mình cảm thấy là mình cũng to hơn rồi đấy. Ui, uầy, ăn thằng này được không nhỉ? Thằng này hơi to đấy các bạn ạ. Hơi to. Thôi ăn thịt thôi, ăn miếng này thôi. Ok, sao cô bé này tranh giành đồ ăn với anh à? Uầy, này, bạn nhìn đầu của mình to chưa? Đối với những cái loài cá như này thì mình chỉ cần cắn 2-3 phát thôi, được 3 miếng thịt. Bây giờ chúng ta cần phải săn loài to hơn. Mình sẽ cố quyết tâm để trở thành vua biển cả, trả thù cho những ngày đầu tiên nhỏ bé bị ức hiếp, bị chèn ép. Đấy, cay lắm rồi đấy. Ừ, ăn luôn đi. Con này nó còn không đi luôn kìa. Ok, đau nha. May quá các bạn ạ. May. May là mình khỏe hơn, chứ mình còn có tí máu. Uầy, lên cấp nhanh nha. Cô bé này, này. Đi tranh ăn với mình là sao nhỉ? Còn nhỏ thì đi ăn run với cả ốc sen đi. Mới ăn rồi ăn thịt là sao nhỉ? Uầy, các bạn nhìn này. Uầy, lớn thế đấy. Thế mới bảo là cá chứ. Thế mới phải là vua biển cả chứ nhỉ? Ok, xem còn con nào không nào. Mình cần phải săn những cái con to hơn. Con thế nó lớn rồi nhưng mà mình cần phải to hơn nữa cơ. Đây, ở kia. Ui, nhìn tớ như kiểu là con cá như con chăn đấy các bạn ạ. Mình ghê thế nhở. Này, các bạn nhìn lưng của tớ này. Bây giờ nó đã đen hơn nhiều so với trước rồi. Trước là nó vẫn còn xanh, nó vẫn ám màu xanh nhiều. Chứ bây giờ trên lưng là bắt đầu đen dần rồi. Chứng tỏ là mình đang lớn lên dần, mình đang khỏe dần. Đây rồi, đây. Mình xác nhận được con mồi rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải cắn. Ơ kìa, hụt ạ. Hụt này, không thể nào hụt lần thứ hai được. May ra hụt lần thứ nhất thôi. Đây là series săn mồi của cá này là cá pai các bạn ạ. Mình search trên Google mình thấy đổi tên là cá pai. Thì là cá này chủ yếu là săn những cái con mồi bé hơn mình thôi. Bản chất của nó cũng khá là hung tàn. Nếu mà có series tiếp theo mình sẽ làm loài cá nó khủng khiếp hơn. Ý, mẹ, con gì ghê thế nhỉ? Tí nữa là nó cho mình lên chầu ông bà đi gặp ông bà ông vải rồi các bạn ạ. May quá, may mình có thể tránh kịp. Chứ hôm quả đấy mình cũng ngòm cụ tỏi đấy các bạn ạ. Đây rồi, mình nhắm được 2 con mồi rồi. Hình như là yêu nhau hay sao ấy nhỉ? Ấy, yêu nhau thì cũng phải về chầu ông bà. Ơ kìa, bơi nhanh ấy nhỉ? Ơ kìa, thách đố mình hay sao ấy nhỉ? Được rồi, mình quyết tâm mình săn cho bằng được cái cu em này. Cay thế nhỉ? Đấy, bơi theo đây. Bố láo này. Level 8 rồi các bạn ạ. Mình không biết là mình có thể lên được level nào, to được như nào, nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình. Đấy, đây rồi, đây. Bé còn lại đây rồi. Lúc nãy là có 2 bé đấy. Bây giờ đấy, trốn đi. Ơ kìa, hình như là mình thấy là hơi nhỏ so với mình các bạn ạ. Chắc là phải kiếm con mồi nào to hơn để ăn thôi. Hơi bé đấy nhá. Level 9 rồi. Bơi cũng khá là nhanh. Ui, các bạn thấy không? Bây giờ đúng là cờ đến tay ai người đấy phất thôi. Ban đầu mình bé nhỏ như con kiến, bây giờ như này rồi các bạn ạ. Đúng là thời gian trôi qua quá nhanh. Thế nên là chúng ta cần phải ăn nhiều để cho to khỏe như này đấy. Đây rồi. Đây.
Ơ kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ơ kìa. Sao nhỉ? Ui, không khác gì một con chăn luôn các bạn ạ. To thế nhỉ? Tầm này thì còn con nào mà có thể đánh được mình không? Con nào săn được mình không? Trừ con cái đó, cá lúc nãy nhá. Hay mình thêm một con chúa tể rồi. Ok. Ôi, con này thì bé quá, con này không xỉa răng được luôn ấy. Bây giờ mình tới khu vực nước sâu hơn các bạn ạ. Khu vực này thì mình nghĩ là sẽ có nhiều loài cá to. Cá nhỏ thì nó sẽ sống ở những khu vực nước nó không sâu như này đâu. Chúng ta cần phải đi từ từ ngắm mục tiêu và săn mồi. Ấy, như mình thấy một con cá nha. Ờ, đâu nhỉ? Vừa mới thấy xong ở đâu nhỉ? Ơ, hay nhỉ? Ảo thuật à? Đây, 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 đây. Chúng ta sẽ đi mép ở bên sườn này và tấn công thật nhanh nha các bạn nhá. Đây, 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 đây. Tấn công thật nhanh hai con này. Ơ, yêu nhau hay sao nhỉ? Yêu nhau cũng phải ngòm của tao. À, con này... Con cá này là cái con mà đầu tiên mình chơi game nó xử mình nhá các bạn. Nó ăn mình nhá. Bây giờ thì hơi thế thay đổi rồi anh bạn ạ. Ừ, bây giờ đến tay mình rồi. Bây giờ mà con nào mà láo mình sẽ tìm những cái con mà đầu tiên ăn thịt mình. Trước thì lớn lên nó ăn thịt mình rồi. Khá là cay. Thế là mình sẽ phải trả thù. Ok. Uầy, level 11 rồi các bạn ạ. To như thế. Không khác cái gì con chăn luôn các bạn ạ. Lớn thực sự. Này, nhìn thấy không? Đấy. Săn mồi là phải đi sát những cái hốc đá như này thì chúng ta mới ngụy trang được. Đây rồi. Đây rồi, đây, một đàn cá luôn, ít cũng phải ăn được một con. Ui. Không tránh được luôn. Không thể tránh được luôn. Khả năng săn mồi như này thì không thể tránh được. Đâu nhỉ? Level 12 là lớn lắm rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ nhìn, bây giờ mà gặp ngoài đời thật có khi là mình chạy mất dép luôn đấy các bạn. Ok. Mình cần phải tìm một đối thủ xứng tầm với mình các bạn ạ. Phải ngang ngửa mình, phải lớn ngang ngửa mình chứ như này thì hơi chán. Ui, to quá, bây giờ bơi mình cảm thấy bơi cũng không còn nhanh như trước nữa nhỉ. Cơ thể nó lớn quá hay sao ấy nhỉ? Ờ. Đây rồi. Ui, con kia bơi nhanh đấy. Đây, ít cũng phải cắn con em. Đang ăn thịt người khác thì bị mình đớp luôn các bạn ạ. Thường thế. Nhưng mà biết làm sao được đây rồi. Con này chắc là xứng tầm với mình này. À đâu? Đây như người anh em của mình ấy nhỉ? Đáng nhỉ? À không, 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 không. Không phải người anh em. Mình vẫn có thể xử được. Level 13. Chúa tể vực này rồi. Ui, con nghe không? Nghe tiếng gì không? Bơi thôi đã tạo nên một cái sức lực hơi ghê. À, đây. Ok kìa. Ok kìa 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 kìa. Mẹ nó cắn đau thế nhỉ? Mẹ tưởng là chúa tể của đại dương. Bây giờ cuối cùng thì mình cũng đã ngỏm trước tay của một con cá khác rồi các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ là like video này để mình tiếp theo mình sẽ ra một series loài cá khác nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.